Yeah, mình xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ giải thích câu văn mà các bạn thắc mắc. Câu văn đó là nội dung gì đây? 물가는 차고 일어나기가 무섭게 오르는데 수입은 적어져서 걱정이다. Thì trong câu văn này các bạn không hiểu chỗ này đúng không ạ? Khi가 무섭게, ngữ pháp này mang nghĩa gì đây? Động từ 기가 무섭게 nó sẽ bằng với động từ 자마자 ngay sau khi làm việc gì đó, ngay sau khi làm việc gì đó thì việc gì đó xảy ra ha. 기가 무섭게 bằng với 자마자 물가 có nghĩa là gì nhỉ? 물가 물가 vật giá 물가 vật giá 자고 일어나다 자고 일어나다 có nghĩa là cha ta là gì đây, thức dậy, ngủ ngủ cô 일어나다 일어나다 là thức dậy, ngủ thức dậy, sau một đêm ngủ thức dậy, ngủ dậy nha, ngủ dậy 기가 무섭게 ngay sau khi 오르다 오르다 có nghĩa là gì ạ? 오르다 tăng, tăng lên, 오르다 là tăng lên. 는데 수입 này có nghĩa là thu nhập, 수입 thu nhập nhá, 수입 thu nhập 적어지다 적어지다 từ nguyên thể của nó là 적다 적다 cộng với chi ta trở nên chọn ta là thấp ít hoặc là thấp, chỗ có chi ta nghĩa là trở nên thấp, trở nên ít. A o so cột cho nghi ta là vì cái việc gì đó cho nên là tôi lo lắng, lo lắng. Vậy thì câu này mình hiểu như thế nào đây? Vật giá nó đã tăng lên, vật giá tăng lên, tăng lên ngay sau khi ngủ dậy, ngủ dậy rồi vật giá tăng lên ngay sau khi ngủ dậy, ngủ đêm sáng mở mắt ra thì vật giá tăng, suy thu nhập trở nên thấp. Rồi vậy thì mình dịch là tôi lo lắng vì thu nhập trở nên thấp, vật giá tăng lên ngay sau khi ngủ dậy nên là tôi lo lắng vì thu nhập trở nên thấp, trở nên ít. Đó, đó là nội dung của câu văn này. Hy vọng sẽ giúp được cho các bạn hiểu một phần nào. Thân ái chào tạm biệt các bạn.